Ok, hi. Xin chào mọi người. Thì hôm nay tại sao mình lại lên video này? Thật ra là hôm nay mình lên video này để báo cho các bạn một tin là Suy Năm thật sự là một cái nhóm mình thấy rất là to và nó chơi khá là bẩn anh em ạ. Mình đã bị chúng nó dò ạt ra trong một món nhạc và mình bị mất nhạc, chỉ đơn giản vậy thôi. Và chúng nó chơi như vậy là để ép mình không chơi HIC nữa. Đấy là một điều thực sự mà mình không muốn thấy trước đây. Thật sự thì hồi đó thì cũng chả có chuyện gì đi, nhưng mà sau này ấy tôi vô tình gặp được thằng Sơn đấy. Khoan từ từ mọi người ạ. Phải nói, và có vài người bảo mình giết đồng đội bên nó, và tiện tâm em có thể trình bày cái chuyện này lên trên cái màn hình chat. Anh thật sự là anh không nói nên lời cái thằng Duy Năm này rồi. Thật sự thì câu chuyện đã đi quá xa. Thật sự là vậy, nó đã đi quá xa quơ, và thật sự là đúng rồi, có thể nói là tem nó khá là độc tài, không phải là khá là độc tài mà rất là độc tài anh em ạ. Với chả là đấng lục kíp thì không chỉ là đấng lục kíp ở vài tem thôi, không đâu mà trấn lột cả tem mình. Đấy là lý do tại sao mà mình lại đi quơ, chứ không phải tự nhiên mà mình không có lý do lại đi quơ đâu anh em. Có vài tên thì mình chat bằng cái điện thoại. Ok, có thể là tôi cảm thấy cái chuyện này nó đã đi quá xa, và tôi lên tiếng một lần nữa, nếu Duy Năm không dừng lại cái chuyện này, tôi sẽ quơ, và thằng Sơn mày sẽ bị bắt rắp. Ta không đùa. Chuyện này đi quá xa rồi mọi người. Chuyện này đi khá là xa rồi. Cái hạt đó nó không có chứa cái gì của mình hết. Nó không có chứa gì quan trọng ngoài cái sách cái gì của mình, cái sách ký của Jenny. Anh em nào không biết thì mình có một cái kit là có sách ký của Jenny, và nó đã hack được cái hạt của mình. Đáng lẽ là từ hôm qua là mình đã chuyển cái sách ký của Jenny rồi, chứ còn mấy cái kit đó thì cũng không quan trọng. Đấy, nên là ông nào hack thì mẹ đừng có hack nữa nha, không thì tôi lại quơ cho mấy phát. Còn bọn G5 nào coi được video này ấy thì tôi bảo này, mày thích quơ thì mày quơ đại mẹ đi nha, đừng có chơi cái kiểu hack hạt người khác như thế, mẹ chơi dơ. Chơi mà hát như thế là chơi dơ đấy con. Tao bảo rồi, lên video này là do tao bị mất nick. Tao không phải cay gì ba cái vũ kíp, nhưng mà tao khá là cay vì nó là danh dự của tao. Đấy, thế thôi, đơn giản. Và hiện tại thì Duy Năm là thằng
CL theo theo mình biết. CL tên gì quên rồi nha em. Căng ta bắp. Ok. Thằng hắc ạc là Asiga đúng không? Hay là thằng thẹo? Đấy, anh em có thể thấy rồi. Thật sự là tôi không lăng mạ gì ai, nhưng mà tôi đang nói về G5. Thật sự là G5 đã quá là khá là, nó đang làm những cái thứ mà tôi đéo thể tin được. Đấy, thế thôi. Hiện tại thì team mình 414 hack Astur đang cần thêm lực lượng với thành viên. Anh em nào muốn thì anh em có thể tham gia đơn giản vậy thôi. Còn người nào không hiểu cho mình thì cũng sao, tại vì đơn giản họ là thiên fan của mình nên là có nghe thế nào thì cũng là sai thôi. Đã không thích mình rồi thì có nghe mình thế nào cũng là sai thôi mình anh em. Đấy, thật sự thì tôi không cố ý nha, cái này tôi không cố ý để mà bôi nhọ G5, nhưng mà tại G5 quá là độc tài. Sau khi tôi đăng cái video xin lỗi theo yêu cầu để được yên bình thì chúng nó lại làm tới nè, chúng nó lại làm tới, tôi đăng thử rồi sao thôi, chúng nó lại làm tới. Còn việc tôi xin lỗi thời gian dài hay là không thì đó là do quyết định của tôi, nhưng cũng đã có lòng tự trọng là tôi mới xin lỗi đăng video rồi, thật sự là vậy. Đấy. Bây giờ em có thể trình bày hết luôn cái sự việc. Em có thể trình bày luôn hết cái sự việc. Chuyện này đã đi quá xa hơn tưởng tượng. Trình bày xong thì sẵn gửi cho anh ba cái ảnh hồi nãy em nói với anh Thiệu luôn nha. Ok. Thật sự là bây giờ cái admin nó bị hack rồi. À nhớ rồi, hình như là vụ vào tem nói đẹp bay là cho tao cho mày 200 kit đúng không? Cái tin nhắn đó bảo là cho mày 200 kit. Ừ đúng rồi. Mẹ đừng có làm theo lời nó, mắc công nó lại lừa nữa. Đừng có tin, mắc công lắm. Ở đây chúng tôi không dùng kit nhé. Mẹ thật sự tôi dùng tình bạn, chứ nếu phải là kit. Kit đéo là cái thái gì cả. Tôi nói thật với anh em mà chỉ vì ba cái kit thôi là chơi server nó dễ chán lắm em. Chơi server nó dễ chán lắm. Chỉ vì ba cái kit thôi thì chơi server nó dễ chán. Đây, đây tôi vào cho anh em xem luôn. Thử luôn nè, 2569 là mã pin của tôi nè. Đấy,
nó bị kích ra luôn, tức là bị hack hạt rồi đấy. Tôi không biết ở đây có ai spy tôi không, nhưng mà tôi chắc chắn 100% là tôi đã bị hack hạt ấy, nên là tôi sẽ thông báo cho ông Nick để mà ông ấy lấy lại. Ông ấy là cộng sự của Jenny thì phải, như tôi nhớ vậy. Thật sự thì điều đầu tiên tôi nói là cái thứ nhất, mã pin tôi đặt khá là kỹ, chắc không phải nó mất nhiều thời gian lắm để nó dò, nên là tôi không cần phải nói làm gì rồi. Tại vì thằng Thiệu nó đang muốn chiếm quyền kiểm soát để mà điều khiển tôi, nên là tôi không thể để như vậy được. Đấy, nói đơn giản ra thì tem nó là cái tem mà giống như kiểu là độc tài chiếm quyền sở hữu các kiểu ở trong server đấy. Đấy nè, tôi không cần nói nhiều như thế nữa. Để bây giờ tôi đéo nói nhiều, quơ là quơ con mẹ nó luôn. Đấy, thằng Thiệu mày mà có coi clip này thì mày nhớ báo với cái tem mày nhá. Tao đéo nói nhiều. Ok. Tại thì bạn này là 2K9 đấy, bạn ấy bị lừa kit khá là nhiều. Em có bằng chắc chắn là em có bằng chứng giống như anh luôn đúng không? Em bị lừa giống như anh luôn đúng không? Nó lừa hết 10 cái kit. Nó lừa hết 10 cái kit rồi trấn lộn. Đúng không? Nó lừa hết 10 cái kit rồi trấn lộn luôn đúng không? Đấy, tôi bảo anh em rồi. Ông nào là anti fan của tôi thì đừng vô xem video này. Tôi nói thật, đây không phải là một video giỡn hay gì hết. Đây là một video nghiêm túc và tôi nói về chuyên năm vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ok, giống anh bãi đái ra hôm trước, hay là anh bị nó lừa, nó bị nó lừa 8 cái kiếp, không hơn 10 cái. Đây, quay đi mẹ mày, sai pin. Không cần phải nói nữa, mẹ tôi tức lắm rồi. Bây giờ anh có hai lựa chọn, em vote một trong hai. Một là quơ thẳng vô con mẹ nó, vô bay nó luôn đấy. Còn hai là để yên. Ok, quơ thì quơ thôi, mẹ không nói nhiều. Thằng Ngô Minh Thiệu nó cũng có một cái lỗi trong đó nha. Mẹ tem nào tem đó là anh quốc hết. Bố quốc hết. Đéo trường nào. Không có sự thương xót nào ở đây hết. Nếu mà được backdrop nó thì càng tốt. Lần này có định backdrop nó không em? Ấy tùy vô bạn này thôi. Đơn giản là cái bọn tem đó nó muốn chiếm quyền kiểm soát mình để mà nó giống như là nó kiểu ép mình không chơi hay AC nữa ấy. Nên là nó mới hack ngạc của mình. Đây,
Đấy, tôi bảo lại cho anh em xem, đi đi chắc chắn mà không phải là trò đùa. Tôi nói thật, cái này nó méo phải là trò đùa. Từ từ mọi người ạ, từ từ. Hồi nãy tôi vô là tôi không thấy rồi. À nãy quên bấm số 1. Nãy tôi lại nhấn lộn sao bấm số 1 tôi quên. À, tôi ra giờ đi kiểm tra được nè. Tùy vào Thiện thôi. À lộn, tùy vào Tâm thôi. Giờ em muốn bét tháp thì cứ chuẩn bị lực lượng cho anh. Xong rồi chỉ huy vô đánh cho bay nó. Ít nhất cũng phải 50 thành viên nha. Ít nhất cũng phải 50 thành viên. Trong đó cũng phải có 20 thành viên là biết rai. Anh cũng quen bà này cũng thân lắm. Nhưng mà hiện tại anh không thể nào tiết lộ trên video này được. Nên là tí nữa có gì anh sẽ tiết lộ sau với em trên chat. Vậy nha. Chúng ta nói tiếp về thằng Bắp nha. Bây giờ tới thằng Bắp nè. Em mày làm CEO mà nhục vãi đái à. Thích thì qua trực tiếp với tao. Thế thôi. Nó chơi nhục quá. Nó chơi nhục đó em. Mẹ chơi nhục phải đái à. Mẹ chơi ép sọt. Bây giờ không cần phải nói nhiều nữa. Nay tôi thật sự là hôm nay là nó đã đến được sự việc điểm thực sự là không thể nào chấp nhận được. Ấy. À xin lỗi anh em, quạt mình có hơi gió một tí, anh em thông cảm. Hôm nay nó đến đỉnh điểm rồi là mình phải hành động, không nói nhiều. Hôm nay nó đến đỉnh điểm rồi mình phải hành động. À, em ráng tuyển thành viên giúp anh nha. Về cây kỹ, không là nó lại spy đấy. Thằng nào nghi ngờ thì em cứ đưa cho anh. Thằng nào nghi ngờ em cứ đưa cho anh. Nếu cần nói nhiều. Bây giờ là đỉnh điểm rồi, bây giờ mình đánh vô luôn thôi. À, tao không cần biết, mày coi video này mày bảo tao là mày yếu gà hay gì nha. Nhưng mà chính mày mới gà. Tao thề là chính mày mới gà. Cộng thêm thằng Thiệu là nó với cả là CEO là Bắp ấy, là thằng Bắp với thằng Thiệu. Là hai thằng đó là anh để ý chính nè. Mẹ hai đó là anh phải bắt sống nó về bắt đáp. Nếu cần nói nhiều, bắt sống nó về là bắt hai đó nhìn về bắt đáp. Còn anh nói nè, một cái điều nữa là cái này có hơi khó một tí là có cả Vanquilla với lại F11. Khá là khó để đánh đó nha. Tại vì ở đây có Vanquilla với chả là F11 nên là khá là khó để đánh. Không biết cái này nó có thành công hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng nha anh em. Nếu mà thất bại thì mình làm lại vậy thôi. Tại vì tôi không quan tâm là mấy ổng có mạnh hay không, quan trọng là đòi lại công bằng, đòi lại những gì mà tôi đã tạo ra thôi.
tôi không ngờ là trong một sự việc như thế này mà tôi lại rơi vào một cái bẫy mà mày phải gọi là hacker. Cái này không hẳn một cái bẫy nữa. Còn có Ulti với cả MDD và tem thằng Sơn nữa. Ừ, đúng rồi. À quên, còn Scorpion nữa em. Điệt mà. Chơi nhục ghê chưa? Chơi nhờ mấy tem khác không? Mẹ thích ra thì solo nè con, đừng có nhờ mấy tem khác. Để coi một mình đi năm có chấp lại anh không? Tem anh toàn kỳ cũ không? Mà vãi nồi, hôm trước là nó rai sao mà banh mẹ luôn cái tem. Thế là bây giờ anh phải tạo cái tem mới. Đấy. Đây. Đây khá là nhiều tem nhá. Đây là không, cũng không có người nào đặc biệt hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình kiếm anh em ạ. Tem thằng Sơn là tem gì nhỉ? Ulti với MDD à? Ulti với MDD là đời xanh á. À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cũng may là tôi đang chỉnh khu vực là Singapore nhá. À, chứ chỉnh chỗ khác là chết mẹ rồi. Nói thiệt luôn là bây giờ anh không có lời nào để nói trong cái sự việc này nữa. Anh thật sự là quá bức xúc về cái chuyện này rồi. Mẹ nó hát cánh nít anh. Chán thật sự. Nếu mà chúng nó ép như thế này ấy thì anh nghĩ là quơ luôn, quơ ngay vào luôn, không cần nói nhiều. Anh nghĩ là vậy, quơ ngay vào luôn, đâu cần nói nhiều. Lúc nãy anh không để ý, sorry em, nhưng mà nó cũng đã quá trễ rồi. Quơ ngay vào luôn, đâu cần nói nhiều. Tìm thành viên trước đi, tìm thành viên sau khi đủ rồi thì chuẩn bị lực lượng rồi đóng quân các kiểu, xong chuẩn bị hết rồi qua luôn, không cần nói nhiều. Cái này trận chiến khá là gấp, cũng đừng tiết lộ thành viên nha, đừng ai tiết lộ danh tính như thành viên á. À, tôi đã muốn bị ai liên lụy đâu. Mấy ngày hả? Anh cho là một tuần, hai tuần đi. Một tuần hoặc hai tuần. Em nghĩ là ba ngày. Ba ngày chắc nổi không? Ba ngày chứ anh thấy hổng ngày là tem mình là hơi bị yếu rồi đó, suy yếu rồi, bắt đầu suy yếu rồi. Chỉ cần cái gì? Không cần lực lượng thì cần cái gì em? Không cần lực lượng sao đánh lại nó? Thôi, bye mọi người. Nếu mọi người thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho mình. Còn bây giờ thì goodbye.